Cái khóa An Nhiên xin giới thiệu với các bạn, đây là hạt mắc ca có nguồn gốc xuất xứ từ Đắk Lắk, mình nhập từ Đắk Lắk nha các bạn. Năm ngoái thì mình đóng vào túi zip, năm nay đóng vào hộp, vào hộp nhôm, hộp lắp nhôm. Đây, mỗi lửa ký mu hoặc là mỗi một lửa ký hay 250 thì mình có kèm theo một cái tách vỏ. Hạt này đảm bảo giòn. Hàng đầu vụ nha các bạn ạ.